tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu một mẫu tủ lạnh một cửa đến từ thương hiệu Electrolux và có mã số là EUM0900SA. Tủ lạnh một cửa này sử dụng ga R600A, thân thiện với môi trường và tiết kiệm điện. Hơn nữa thì sản phẩm còn tích hợp thêm ngăn làm đá và làm lạnh nhanh ở phía bên trong. Đây các bạn có thể thấy. Thì hơn nữa thì sản phẩm được làm bằng cửa thép không rỉ và kính chịu lực, rất bền bỉ. Ở đây thì sản phẩm có trọng lượng là 21 kg và dung tích là 85 lít. Đây các bạn có thể thấy thì cũng sẽ có ngăn đông ở trên này, và ở phía dưới này được ngăn kệ làm bằng kính cường lực, phía dưới này sẽ là ngăn để mà đựng rau củ. Phía bên hông này cũng sẽ có các cái kệ rất là linh hoạt để mà chúng ta có thể để sữa hoặc là những một số cái chai lọ nước ép cần thiết cho chúng ta. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin hẹn gặp lại mọi người.